ngoài có trẻ em ở nhà có chứ. À, đây là bên bà con. Anh Thám Tử đang có mặt đây. Bây giờ nha. Dạ thôi không cần nói chứ đâu anh. Đưa lời của bà con nhá. Đó rồi là bà con xong rồi khám phá. Không có nhắm sao. Còn lại năm hồ lộng là cũng là sau buổi là bên sẽ đi tìm anh. Dạ. À, anh Thám Tử và đoàn thì sau khi đã đi lạc lòng vòng thì bây giờ đã đến được xã Điền Hương. Xã Điền Hương thì ở một cái vùng nó rất là xa Túc Chí Biển á, tại vì cái vùng này nó xa cho nên nhiều người không có biết đến để mà hỗ trợ, mà vùng này vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều tại vì nó gần biển. Đây là tất cả số hàng mà xe tải đã tập kết đến, và đây là bà con đã đến đợi sẵn rồi. Thì mình sẽ phát ở đây, sau đó thì anh Thám Tử anh sẽ đi thăm hai hộ khác, năm hộ khác nữa. Sau một khoảng thời gian chờ đợi hơi lâu thì cũng mong bà con thông cảm, bởi vì lý do là đoàn đi lạc đường, và sau khoảng tầm 20 phút thì đoàn đã đến được trụ sở ủy ban nhân dân xã, và sau đây là một chương trình phát quà của đoàn dành cho bà con, và cũng xin nhờ được quý bà con là có đại diện của công ty có đôi lời với bà con về buổi phát quà này. Xin mời anh. Con chào bà con. Chị em làm công ty gia quân trong Sài Gòn. Thì em và bạn bè của em cũng như là các anh chị công nhân viên ở trong đó, thì tụi em có quyên góp được một ít tiền, nó cũng không có nhiều nhận gì, nhưng mà chỉ mong là chia sẻ với bà con trong lúc này để mà bà con thấy là mình có được một cái sự chia sẻ với bà con trong cái giai đoạn khó khăn, thì cuối thành nhiều, mong bà con nhận lấy. Dạ em cảm ơn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ban tổ chức cũng như là đoàn phát quà cho bà con được thuận lợi thì cũng mong bà con phối hợp giúp. Đầu tiên thì chúng tôi đã chuẩn bị cho một nhánh sách ở đây, và chúng tôi sẽ thông qua một lượt là gồm có 10 bà con đọc tỏ tim của 10 bà con, thì 10 bà con lên đứng ở trên này và đại diện đoàn sẽ phát quà cho bà con 10 người một lượt. Vâng, xin mời cùng. Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Hoài Thuận, Trần Ngọc Lâm, Trần Ngọc Lâm, Nguyễn Thị Thu, Dương Thị Hoài Thuận, Lê Thị Kim Ngân. Rớt cái đồ này ra phát được thầy mà để. Trần Bình Thường, Trần Bình Hành, Trần Văn Pháp, Lê Xuân Hùng, Lê Thị Điều, Trần Gia Bảo. Xin mời 10 người. Dạ, ở đây có bạn này bạn á. Một là Trần Ngọc Lãnh, số 2 Nguyễn Thị Thu, Thu Tổng, 3 Lê Thị Kim Ngân, 4 Trần Bình Thương, 5 Trần Bình Hành, 6 Trần Văn Pháp, 7 Lê Xuân Hùng, 8 Lê Thị Điều, 9 Trần Gia Bảo, 10 Trần Thị Gái Bớ. Nếu mình quay ra đây, mình quay qua đây mình nhận luôn bà con ơi. Mình quay qua đây mình nhận luôn. Quay ở đây mình nhận luôn. Dạ. Rồi để cho ảnh. Dạ. Dạ nặng quá rồi bà mang không nổi. Dạ dạ rồi anh ơi. Dạ dạ rồi bà con. Ô mình thấy anh. Dạ. Ô
Trần Thị Văn Anh. 2. Trần Thị Văn Anh. 2. Trần Văn Thành. 3. Bà để xe ở đâu? Bà để xe chỗ mô. Rồi rồi chú đi rồi, chú bác cho. Dạ, dạ, dạ. Con chào bà. 9. Lê Quang Phung. 10. Cáo Thị Vị. Ôi bà con ơi, mình đứng quay lại đây cho nó gần, mình đứng quay sát lại cho nó gần rồi. Dạ. Dạ mình trao luôn cả thêm đồ đó luôn đi anh. Dạ. Dạ. Bà con nói là anh Thám Tử ơi kìa, anh Thám Tử đi giao lưu với bà con kìa. Đúng rồi. Hai đứa con hâm mộ anh lắm kìa. Dạ đúng rồi, rồi cho bà con. Thôi bà con, tiếp theo. Một Lê Thị Lê. Hai Lê Thị Lâm. Ba Phán Tuấn. Chắc mình cho đứng dung vậy này dễ giao. Mình đứng dung vậy này. 5 Loan. 5 Hoàng Việt Hùng. 6 Nguyễn Thị Hồng Anh. 7 Trần Giang. Công an đem cho bánh cho các em. 8 Hoàng Huynh. 9 Lê Quang Giao. 10 Lê Tiền Lưu. Dạ. Có trẻ vào đây nữa. Dạ. Đằng kia có đứa nữa rồi anh kìa. Anh Vinh vẫn tiếp tục đi trao gạo cho bà con. Dạ. Mình bà con là còn thiếu, cứ thiếu gạo anh cho gạo anh ơi, còn thiếu gạo nè anh ơi. Dạ. Dạ. Tao giữ cái lấy luôn không? Đừng có đọc tên, đừng có đọc tên đó. Đừng có đọc tên, đừng có đứa phía đó. Xin đọc là giám sát. Một Lê Thị Huệ Duy. Hai Lê Thị Lành. Ba Phán Tục. Bốn Trần Thị Thanh Loan. Năm Hoàng Việt Khung. 6 Nguyễn Thị Hồng Anh. 7 Trần Giang Quyền. 8 Hoàng Vinh. 9 Lê Quang Giao. 10 Lê Tiền Lưu. Từ chị cho hết bên này cái xong rồi cho bà để chứ nặng bà ơi, bà để chứ nặng bà ơi. Phương ơi. Lê Thị Huệ. Anh Thám Tử đang vác đồ giùm cho bà. Xin mời 15 học tiếp theo. 1 Hoàng Phi Hải. 2 Trần Quân. 3 Lê Khắc Khoa. 4 Lê Thị Quý. 5 Trần Thị Phùng. 6 Trần Thị Thanh Thùy. 7 Lê Thị Hoa. 8 Trần Ngọc Xuân. 9 Hải Phi. 10 Hồ Tâm. Chị ơi, trong miếng còn băng vệ sinh với lại tải. Dạ, không biết. Dạ, mà để cho nó có nước rượu phụ hoa đó chị em. Mà tại vì cái này nó rất đầu là giám sát. 1 Hoàng Phi Hải. 2 Trần Quốc. 3 Lê Cát Hoàng. 4 Lê Thị Quyết. 5 Trần Thị Phùng. 6 Trần Thị Thanh Thùy. 7 Lê Thị Hoa. 8 Trần Ngọc Xuân. 9 Trần Hải Phi. 10 Hồ Tâm. Tại vì gạo hơi nặng cho nên là anh Thám Tử phải để xuống cho bà con bóc, nhưng mà ở đây thì nó cũng khô cho nên không sao. Do là nặng lắm bà con vác không có được.
Chị xin mời 13 con tiếp theo. 1 Ngô Biểu, 2 Ngô Lượng, 3 Hoàng Thị Anh, 4 Ngô Tăng, 5 Trân Hoàng. Năm Ngô Tăng, 6 Lê Văn Tánh, 7 Lê Thị Tất, 8 Lê Thị Hà, 9 Lê Triều. Chắc mình đứng xích ra vậy cho nó dễ thao tác. Rồi có 2 người, 3 người là phạt tại nhà là ông Trân Hoàng, 3 Lê Thị Tất và 3 Lê Thị Hà là phạt tại nhà. Bộ chúng ông Nguyễn Cương, Trân Minh Tăng và ông Hoàng Văn. Văn răng của cô đem mới xin. Bé, cho con tem cái đi hộp mạnh cho thôi. Đi gặp 10 người ông bỏ. Còn anh công an lần cho chút chơi chút anh công an lấy. Chơi chút anh công an lấy cho. 2 Hồ Lượng, 3 Hoàng Thị Anh, 4 Ngô Tăng, 5 Lê Văn Tánh, 6 Lê Triều, 7 Lê Minh, 8 Nguyễn Cương, 9 Trần Minh Tăng và 10 Hoàng Văn. Dạ rồi, cảm ơn ba con. Đây nó lại chiều lại. Nó chiều lại ngay là cấp tên nó cũng không có nhiều đó. Mời 13 con tiếp theo. Ai đây? 1 Lê Long, 2 Nguyễn Chấp, 3 Trần Thị Gái, Gà Diêm, 4 Nguyễn Thị Điều, 5 Nguyễn Thị Lan, 6 Trần Thị Mỹ Linh, 7 Nguyễn Lý, 8 Trần Cánh, 9 Trần Minh, 10 Nguyễn Văn Thất. Kéo nó tỏ cái lắm nghe. Đây. 1 Lê Long, 2 Nguyễn Chấp, 3 Trần Thị Gái, 4 Nguyễn Thị Điều, 5 Nguyễn Thị Lâm, 6 Trần Thị Mỹ Linh, 7 Nguyễn Lý, 8 Trần Khánh, 9 Trần Minh, 10 Nguyễn Văn Thất. Chị đang đứng phát mà chị cũng không có đem nước nữa cho nên không có nước cho ảnh. Thôi để ảnh phát chút nữa rồi ảnh uống sau. Khu vực này thì lũ trôi qua rồi nhưng mà bà con thì rất là khó khăn. Xin mời cho khách 10 người tiếp theo. 1 Trần Văn Kính, 2 Nguyễn Minh, 3 Nguyễn Tỳ, 4 Nguyễn Tường, 5 Nguyễn Linh Giang, 6 Hồ Đơn, 7 Trần Phú, 8 Nguyễn Tào, 9 Nguyễn Đoan, 10 Nguyễn Tỳ. Cho nó nhẹ gì ơi, cầm nó nặng. 1 Trần Văn Kính, 2 Nguyễn Minh, 3 Nguyễn Tỳ, 4 Nguyễn Tường, 5 Nguyễn Linh Giang, 6 Hồ Đức, 7 Trần Phú, 8 Nguyễn Tào, 9 Nguyễn Đoan. Coi mấy cái này là thuốc C đó, tăng đề kháng á, vì bỏ vô nước cho nó sôi lên, nó sủi lên xong rồi gì uống. Mỗi ngày uống viên thôi, chứ đừng uống nhiều quá. Dạ. Cái này là thuốc vitamin C á gì. Vitamin C mình bỏ vô nước nó giống như nước cam á, rồi mình uống. Dạ. Mà một ngày uống viên thôi cho nó tăng đề kháng cho đỡ bệnh. Dạ. Dạ. Cầm kem. Vậy.
Dạ xong rồi bà con mình đi thôi. Dạ dạ được rồi bà con. Dạ bà con mình cứ nhận thôi. Dạ mời 10 bà con tiếp theo. 1 Hồ Bảo, 2 Hồ Lâm, 3 Nguyễn Thị Thọ, 4 Nguyễn Thanh Đạt, 5 Nguyễn Mừng, 6 Nguyễn Mần, 7 Nguyễn Duy Linh, 8 Nguyễn Oai, 9 Trần Thị Sương, 10 Nguyễn Cứ. Mời mọi người nhặt chân lên. Anh Việt cơm đi phạt chị luôn. Còn cái cầu là hộp này nè. À cả hộp thôi. Ờ lát giờ chị bầu. Cái chị bầu chị đứng ở dưới đó tội chị. Dạ, dạ. Người ta bầu người ta đói tội. Cá sáu, cá sáu. Chị giữ cái ít cho đồ hộp cho chị nha. Dạ. Dạ. Mấy cái nước vệ sinh này cho chị. Cái nước rửa tay này là gì à? Vì chỉ cần mở ra gì bôi lên tay là sạch rồi, không cần rửa lại. Mà tại vì cái này là gì sau lũ là nó dễ bị tiêu chảy. Cho nên dì hãy thường xuyên rửa để cho nó sạch. Chứ lũ sau mình bệnh nữa là trạm xá nó không có giữ mình kịp. Dạ. Dạ cảm ơn bà con. Dạ dạ. Xin mời 10 bà con tiếp theo. 1 Hồ Minh, 2 Đặng Thị Mè, 3 Nguyễn Mạnh, 4 Trần Bắc, 5 Lê Quang Bửa. Mọi người nói anh Vinh mệt rồi, anh Vinh mệt chưa? Còn cười, còn cười được, còn cười được. Phan Hồng Nhật. Không sao đâu bà con. 8 Hồ Đình Hồi. Chào trước đi em, chào trước. Hồ Thị Cảnh Mừng. 10 Lê Lý. Dạ. Bộ Khô Minh, 2 Đặng Thị Mè, 3 Nguyễn Mạnh, 4 Trần Bắc, 5 Lê Quang Phước, 6 Hoàng Thị Kim Thanh, 7 Phan Hồng Nhật, 8 Hồ Đình Hồi, 9 Hồ Thị Cảnh Mừng, 10 Lê Lý. Chị đang có bầu, đứng ở dưới đó kìa. Ờ, à, đây chị. Chị có bầu mặc áo xanh đó. Người ta có bầu người ta đi nhận. Ờ. Thôi cho chị có bầu, cho chị có bầu ở đi. Cho chị có bầu ở trước còn chị lên nhận gì chị nhận. Anh cho cái chị có bầu ở đi anh. Dạ cái chị đang có bầu á. Dạ. Tôi cho mình anh đem cho chị. Cho thì chị để làm. Cho chị để làm chi. Có cái chi này xin, chi này đã của em nhau. Xin mời 10 bà con tiếp theo. 1 Hoàng Xuân Hồng, 2 Trần Hoàng Hải, 3 Trần Khoa, 4 Trần Thế Tư, 5 Nguyễn Hoài, 6 Hồ Minh B. Đưa tay coi, đưa tay coi phủi cái gì. 9 Nguyễn Văn Thuần, 10 Lê Thị Nhân. Dạ cứ mình trao gạo luôn đi bà con, xong rồi bà con cứ đi về. Dạ. Lấm bê. Cô Hoàng Xuân Hồng, 2 Trần Hoàng Hải, 3 Trần Khoa, 4 Trần Thế Tư, 5 Nguyễn Hoài, 6 Hồ Minh B, 7 Hồ Tuệ, 8 Hồ Lâm, 9 Nguyễn Văn Thuần, 10 Lê Thế Nhân. Xin mời bác lên đứng chén lớn. Không sao đâu, cũng phát cho đó, cũng phát cho hết. Mấy cái đó cũng phát cho hết. Xin mời 10 bà con tiếp theo. 1 Lê Thanh Sương, đề nghị bà con ủng minh đề nghe rồi giám sát. 1 Lê Thanh Sương, 2 Nguyễn Thị Người, 3 Trân Dân, 4 Trân Thị Sảo, 5 Hồ Tấn, 6 Nguyễn Di,
7 Lê Quang Vinh, 8 Hồ Chí Dương, 9 Trần Vinh, 10 Nguyễn Đình Chiến. Xin mời bà con ổn định để nghe danh sách và phát quà. Hồ Lê Thanh Sơn, 2 Nguyễn Thị Người, 3 Trần Dân, 4 Trần Thị Sáu, 5 Hồ Tánh, 6 Nguyễn Di, 7 Lê Quang Vinh, 8 Hồ Di Duân, 9 Trần Vinh, 10 Nguyễn Đình Chiến. Thì cái ai có phiếu lấy đi. Hô tắm. Mười là Nguyễn Đình Chiến. Mọi người chào anh Vinh kìa, anh Vinh. Mọi người chào anh Vinh, đón anh Vinh về Quảng Bình. Mời 13 con tiếp theo. 1 Trần Tuấn Tuấn Thủy, 2 Lê Thị Duyên Nương, 3 Trần Thị Nhân, 4 Nguyễn Thái, 5 Nguyễn Do, 6 Nguyễn Linh, 7 Hồ Nài, 8 Nguyễn Tân, 9 Hồ Thị Sinh, 10 Trần Thị Nhân. Xin mời ba con ổn định để nghe rõ danh sách. 2 Trần Thị Nhân. Xin mời 13 con tiếp theo. 1 Lê Hữu Hải, 2 Nguyễn Nhưng, 3 Nguyễn Niệm, 4 Nguyễn Minh Mần, 5 Trần Thanh Hải, 6 Lê Văn Vì, 7 Lê Chí Thanh, 8 Hồ Đình Tuy, 9 Trần An Duy, 10 Nguyễn Minh Đức. À dạ để ó chủ gì nữa hồi tí nữa lại chứ bây giờ nó rồi. Chị để ra cho em 10 phần để mang đi cho anh. 10 người tiếp theo. 5 phần cho 5 hộ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. 1 Trần Thị Thanh Huyền, 2 Nguyễn Thị Mai, 3 Trần Thanh Sơn, 4 Hoàng Thị Huệ, 5 Hồ Thị Huệ, 6 Hồ Quý, 7 Trần Thanh Phong, 8 Tổng Việt Tình, 9 Nguyễn Đồi, 10 Nguyễn Phi Thủy Nương. Xin mời ba con nếu khi lên nhận quà kèm theo phiếu. Sáu sáu bốn một bốn tám. Bốn một bốn tám. Dạ chị ơi, quà chị. Còn đâu có đấy, đứng gào gào nó ra đủ chưa? Dạ đủ gạo chưa bà con ơi, đủ gạo chưa, còn thiếu gạo nữa nè, thiếu gạo bát này nè. Dạ, dạ rồi.
xin mời em người tiếp theo. Một, Trần Gia Công. Hai, Nguyễn Công Trung. Ba, Trần Quốc Tuấn. Bốn, Tổng Việt Hồi. Năm, Nguyễn Vai. Sáu, Nguyễn Linh Giang. Nguyễn Linh Sang. Nguyễn Linh Sang. Bảy, Lê Quang Sơn. Nếu mình cho bà con nó xích qua đây nè, cho nó xích qua đây cho dễ. Xích qua đây kia, đợi bác lên nè. Dạ. Mười, Cô Văn Hồ. Một, Trần Gia Công. Hai, Nguyễn Công Thịnh. Ba, Trần Quốc Tuấn. Bốn, Tổng Việt Hồi. Năm, Nguyễn Vai. Sáu, Nguyễn Linh Sang. Bảy, Lê Quang Sơn. Tám, Lê Thanh Kiệt. Chín, Nguyễn Thị Kim Tiến. Mười, Hồ Văn Hồ. Trong lúc gọi tên anh Vinh nói chuyện với các bạn chào anh Vinh. Anh Vinh không biết nói gì. Các bạn nói cảm ơn anh Vinh. Một, Nguyễn Thị Hồng Phúc. Hai, Nguyễn Minh Tiến. Ba, Trần Văn Vũ. Bốn, Hoàng Vũ Ái. Năm, Hồ Vinh. Sáu, Hoàng Quốc Toàn. Bảy, Trần Văn Niên. Tám, Nguyễn Hồng Nghi. Chín, Trần Đại Cát. Mười, Trần An Chu. Mời mời người tiếp theo. Một, Hồ Chí Tân. Hai, Hồ Tựu. Ba, Ngô Quang Thiền. Bốn, Nguyễn Thị Phương Nhi. Năm, Hoàng Việt. Chị, sáu, chị qua khỏi hiền sĩ về phát hồi sáng rồi. Còn hôm nay chị, chiều nay chị đang phát ở dưới Điền Hương. Chín, Nguyễn Minh Tuấn. Mười, Trần Thị Nhiên. Thúy Ân ơi, chị qua hiền sĩ hồi sáng rồi. Hồi sáng chị phát ở thôn hiền sĩ á. Bây giờ chị về dưới Điền Hương rồi. Một, Ngô Chí Tuấn. Hai, Ngô Văn Tựu. Ba, Ngô Văn Thiền. Bốn, Nguyễn Thị Phương Nhi. Năm, Hoàng Chiến. Sáu, Trần Thanh Vũ. Bảy, chị có bác được không? Chị để ở dưới đi chứ nó nặng. Lê Quang Bắc. Chín, Nguyễn Minh Lát Tuấn. Đây chị. Mười, Trần Thế Nhiên. Ngô Chí Tân. Dạ đủ rồi cô ơi. Đủ rồi. Xin mời 10 người tiếp theo. Một, Nguyễn Trương Giang. Hai, Trần An Nhiên. Ba, Hồ Phúc. Bốn, Nguyễn Ngọc Huynh. Năm, Nguyễn Tấn Cương. Sáu, Nguyễn Thị Lan. Bảy, Hoàng Vũ Lâm. Tám, Trần Thanh Tùng. 9, Nguyễn Thị Thuần. 10, Trần Hải Huân. Một, Nguyễn Trương Giang. Hai, Trần Thế Nhiên. Ba, Hồ Phúc. Bốn, Nguyễn Ngọc Huynh. Năm, Nguyễn Tấn Cương. Sáu, Nguyễn Thị Lan. Bảy, Hoàng Vũ Lâm. Tám, Trần Thanh Tùng. 9, Nguyễn Thị Thuần. 10, Trần Hải Huân. Mời 10 người tiếp theo. 1, Trần Hùng. 2, Hùng Lý Hùng Trung. 2, Trần Hồng Công Tú. 3, Hoàng Thị Ngọc Hiệp. 4, Hồ Thi. 5, Hồ Văn Nhà. 6, Trần Thị Diệp. Diệp Hoa. Rồi mình đứng xích qua đây anh nè, chứ mình đi khuân gạo vô cho nó mệt ra. Xin mời bà con. Chưa có tên trong
chưa đọc tên và đã không phiếu lên lại để nhận quà. Không phiếu trong tay lên nhận quà. Thôi chắc là bây giờ anh Thám Tử chào mọi người đi để chúng ta cùng chuẩn bị di chuyển đi qua cái khu vực khác. Cảm ơn mọi người đã donate cho mình nữa. Cho chụp với anh Thám Tử nữa kìa. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi livestream của Vinh. Bây giờ chúng ta đã phát đến những cái phần quà cuối cùng rồi. Thì mình xin phép mình ngắt livestream và để cho tụi mình di chuyển về đi thăm các cái hộ còn khó khăn ở tận nhà người ta mà người ta không thể đến tại xã được. Xin cảm ơn tất cả các bạn.